Xin chào các em, chúng ta lại gặp nhau trong tuần này. Và bài học tuần này là tiếp tục bài học tuần trước với những động tác tiếp theo của bài thể dục giữa giờ. Chúng ta cùng xem clip và cùng tập luyện nhé. Động tác thứ tư, động tác bụng. Nhịp 1, chân dài cũng dài ngang, động mặt vai, hai tay lên cao và chữ V, lòng bàn tay cũng vào nhau, mắt nhìn lên trên cao. Nhịp 2, gập thân, hai tay chạm đầu gối. Nhịp 3, hai tay chạm mũi chân. Nhịp 4, trở về tư thế chuẩn bị. 5, 6, 7, 8, tương tự trở về. 5, 6, 7. Rồi, chúng ta cùng làm. Động tác thứ tư, động tác bụng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi. Động tác thứ 5, động tác toàn thân. Nhịp 1, bước chân trái về trước, trên 45 độ sang trái, đưa gối. Hai tay ra trước, lên cao, mắt nhìn cả tay, hai đầu bàn tay hướng vào nhau. Nhịp 2, gập thân, hai tay vào sau, lên cao. Nhịp 3, trở về nhịp 1. Nhịp 4, trở về đứng nhịp 7. 5, 6, 7, 8, tương tự đổi về. 5, 6, 7. Rồi, chúng ta cùng làm động tác thứ 5, động tác toàn thân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, động tác cuối cùng, điều hòa. Nhịp 1 là bước chân trái dang ngang, hai tay ra trước, lên cao. Hình chữ V, mắt nhìn theo tay. Nhịp 2, gập thân, hai tay chạm gối. Nhịp 3, hai tay ra trước, dang ngang, lòng bàn tay ngửa. Nhịp 4, chờ đến các chuẩn bị. 5, 6, 7, 8, tương tự trở về. 5, 6, 7, 1. Chúng ta cùng làm. Động tác cuối cùng, động tác điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi. Như vậy là bài học tuần này đã kết thúc tại đây. Các em ở nhà cố gắng tập luyện thường xuyên để chúng ta có một sức khỏe tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo.